Nhưng dạy cái gì mình không 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 biết, bất ngờ nó dạy để còn là thủ thế một vùng như thế này, ai mà dạy chi? Ông thầy á, ông thấy được mình thủ rồi, ông quay cái con đánh sau lưng á, cho ông đánh phía trước nữa. Cảm ơn vậy không? Vậy tôi tóm tắt lại chuyện gì nghe. Ok. Làm sao mình kiếm thầy bây giờ? Ok, nếu cái vị tin là kiếm thầy quan trọng như vậy thì người ta kiếm thầy. Được không? Tôi dạy cái việc, tôi vẫn chưa hiểu thôi. Khi nào cái tâm mình cũng đi kiếm phòng thầy? Ok, khi nào mình đi đồng phòng sư? Thì lúc mà ông Thiên Hóa, ông chết, ông bỏ tôi, ông đi rồi á, thì tôi, ông dạy tôi xong bài học đó rồi, tôi đi kiếm thầy thôi. Kiếm ra. Nhưng người thường tháng người khác chưa nào, vì đâu có kiếm thầy đâu, cũng đâu có ra thầy đâu, có khác gì đâu, khác nhau chỗ nào? Không may là tôi được người kiếm thầy nữa, ngay bây giờ tôi đang kiếm thầy, ngay bây giờ tôi đang kiếm thầy, kiếm ra ra không quan trọng, đi kiếm luôn, hay không? Right, thấy hay rồi đó, thấy nghệ trong đó không? Vì tôi kiếm được người rồi đó. Cô nên tiếp tục nhé không? Kiếm đi! Như cái gì ngược, cái gì khác, cái gì thông minh hơn tôi nhiều. Có trí tuệ hơn tôi, cái gì là tôi thông minh, tôi biết chuyện tôi làm. Tôi biết pháp tu, rồi tôi biết cách tu, rồi tôi có đầy đủ phương tiện tu, rồi tôi không cần thầy nữa, tôi đủ rồi. Đó, cái gì thông minh hơn tôi. Tôi là tôi chưa đủ, tôi đi kiếm thầy ngoài. Ok? Cái tu, tôi là tu hành, tôi là đi kiếm thầy. Tại sao phải như vậy? Nếu tâm cầu thầy, người ta mới chịu dạy mình chứ. Thấy cái hề đó, thấy cái lý do đó, hiểu lý do. Ê, nghe này, ra khỏi lại. Hiểu, thấy cái hề trong đó không? Lý do tại sao mình đi kiếm thầy? Khi nào mình kiếm thầy á? Tại khi, lý do tại sao mình không bị dạy, không được dạy? Không dạy là tại mình không có xin lời dạy. Không xin thầy dạy, sao thầy dạy mình được? Thì khi nào mình không xin dạy thì người ta gặp thì chỉ là ta thuận để nó dạy mình thôi, rồi mà lo. Đừng đi kiếm thầy, thầy dạy cho con. Bây giờ thầy lại, con được có 5 phút rồi con dạy cho xong, chứ còn sau này con đi làm chuyện khác quan trọng hơn. Kiếm thôi á, khi nào thầy muốn dạy thì thầy dạy thôi á, sao mà đòi hay là hỏi được. Đòi phải dạy theo ý mình thôi. Cái đại thừa, phương pháp của đại thừa đâu có gì mà cao xa huyền bí đâu, nó giảng hẳn độ như vậy. Kiếm trong đó là cái tất cả pháp đại thừa nó trong đó. Muốn học đại thừa chỉ kinh mà thôi, làm cho mình học được đại thừa. Chứ bây giờ cứ đi ngồi, cứ đi đọc kinh điển, đọc có hiểu không? Đọc hết kinh điển đại thừa, tụng kinh niệm Phật lên 20 năm 30 kiếp nữa, tôi cũng vậy, nó có hiểu được đâu. Nhưng sư cô đó 10 năm, tôi thấy 10 năm hoàn toàn tiến bộ, thảm dễ sợ, nghèo nào cũng thấy được. Cái mà ngầm ở dưới là cái gì? Cái nền tảng ngầm là gì? Cái gì cũng hiểu được đâu. Phước của mình. Ví dụ, nghe một cái thiền chi thức ở bên phía bên Hàn Quốc. Hôm qua nghe gặp gì? Qua nghe thỉnh tham phỏng thiền chi thức cái gì? Thiền đâu? Thiền đâu đi bây giờ? Tôi có hút cái gì vậy? Thành cái tâm mình là mình tôi sẽ tiếp tục luôn luôn kiếm tìm kiến thức đó, có nghĩa là mình phước mình vô tận, đúng không? Tin không? Tin nổi không? Alright, ai có thắc mắc gì nữa? Bữa nay tôi lười, tôi cũng có 10 tiếng ngồi để giảng nhưng để tìm kiến thức là tôi tóm tắt lại cho 1-2 cái thôi. Cái đó tôi gọi là cái an ninh về cái việc làm tôi đó. 10 năm tôi giảm thì cũng xong cái chuyện gì hết này nữa. Ok. Còn 8 phút nữa. Ok.
thế này nha, quý vị tới mà nghe tin kinh Địa Tạng chắc là bị lại hụt rồi, hụt chiến đò rồi đó nha. Làm sao mà mình xin cái lời chỉ giáo bây giờ? Gặp ra mình làm sao xin? Sao xin thầy dạy được, xin cô dạy được? Làm sao? Ok. Bên cái đại thừa, bên cái pháp đại thừa mà có một cái pháp. Nhất là người Việt Nam không biết cái pháp này nữa. Mất rồi, nó thất truyền bên Việt Nam. Bởi tôi, cái câu hỏi nó tốt là nó giúp tôi, cho tôi phương tiện, cơ hội để tôi dạy, để nhắc lại cái việc cái pháp này mà quý vị đã quên rồi. Ok. Có một cái quy tắc. Khi mà muốn thỉnh pháp á, có một cái phương pháp để được thỉnh pháp. Tôi kể chi tiết cái chuyện này. Có một cái người học trò của tôi năm ngoái lên dạy thiền ở trên San Jose, thì ông đã tới tu thời gian, thì ông tu được đạt tới được từ zero đến tới nhị thiền. Thành năm nay không phải lên nó dạy nữa, thì ông tiếp tục ông nghe một lần thấu băng như vậy, ông download từ cái website ông nghe. Ông mới gửi tôi một cái email. Câu hỏi là, tôi có một cái người bạn giàu, làm tiền, làm giàu trong ở cái tên San Jose, cái vùng Silicon Valley đó, thung lũng Silicon đó, thung lũng điện tử. Ông mới mua một cái chỗ để cho người ta tới tu thiền. Thì ông mới, bây giờ ông nghĩ ông muốn cào đầu, ông chán rồi, ông mới cụ cải, không có ý nghĩa với ông nữa. Có nhiều tiền như vậy, bỗng nhiên bây giờ muốn đi tu, thiệt lại lắm. Mà vợ bà mới nổi điên tiết, mà nói mày ông điên, không bây giờ là đi kia của cải. Nó khôn nha, chặt ở giữa một cái mình gỡ, lấy một nửa đi cũng đỡ khổ. Thế ông này cũng tính tới Vạn Cực Tánh Thành để mà xuất gia. Nhưng mà đều không biết là ông vẫn do dự, không biết làm gì hết. Ông mới hỏi ý kiến tôi là nên làm cái gì. Tôi mới nói là Vạn Cực Tánh Thành đó hả? Chỗ đó tôi có nhiều cái nghi vấn, có nhiều cái nghi vấn ở trong đó, tại tôi từ gốc đó ra mà. Tôi mới đề nghị như vậy. Ở cùng cái vùng San Jose đó, có một cái người xuất gia này, có trí huệ. Ok. Thành tới đường cái chùa Berkeley á, mà xin thầy chỉ giáo. Có một thầy đó, có trí huệ. Ok. Tôi mới dạy ông truyền cái pháp, truyền cái pháp của tỉnh pháp. Tôi nói là, vừa gọi điện thoại chớ, xin hẹn, xong rồi nói là tôi gửi tới đó. Ok. Cái ngày mà tới đó sớm. Ok. Vào đó niệm Phật, lại Phật này đó. Khi gặp thầy hằng thật đó, lại ổng ba lại đảnh lễ, lại ba lại quỳ xuống. Ok. Chắp tay lại thì chắp tay lại kinh pháp ba lần. Đệ tử trên giờ xin thầy từ bi chỉ để giáo huấn cho, nhắc lại ba lần. Ok. Mỗi tuần chúng ta mới làm như vậy hả? Tuần nào trước khi mình nghe được giảng pháp mà người ta làm như vậy, thầy mới giảng được. Một khi mình tỉnh pháp như vậy, thầy không thể nào từ chối được. Khi muốn theo cái tình pháp đó thì người thầy không cần dạy nữa. Ok, thành tôi khuyên cái gì mà muốn tới có cơ hội thì cứ tập tình pháp này, tập từ nó luồn thuộc, bắt đầu luồn thuộc, từ quen, thầy quen làm như vậy thì bữa nào lúc mà cần mình tình pháp thì có hiệu quả hơn. Tình pháp là tình ba lần trong đại thừa thì không từ chối được. Như Việt Nam ai biết cái pháp này, quên hết rồi. Cô biết pháp này không? Không phải dùng đó là người cũng phải người Việt Nam, người Tàu cũng quên rồi. Tại vì cái tình pháp đại thừa. Yeah. All right. Ai thắc mắc gì nữa không? Tại vì cái khi mình hồi nãy tôi nói là cái lúc mình cái tâm mà khi nào mình đi mong cầu tìm cái thức á, có nghĩa là mình có cái phước mà nó vô tận. À, một khi mình phước mình nó hết một cái là mình hết kiếm thầy rồi, tự động không có chấp kiếm thầy, không phát tâm kiếm thầy,
Tại thiên hạ tôi gặp cái cậu bé đó, cũng nói với giải cậu đó có nghĩ chuyện cầu thầy đó. Anh ấy đâu có đủ phước, phải có đủ phước mới bằng phát mình, chứ không dễ nữa. Ngày mới ngày rồi. Ok. Không, chút mình có nhiều mình không có phát được cái tâm nữa. Chứ sao? Không có đủ, không đủ để phát không nổi. Phải đủ phước mới được dạy, không đủ phước mới không dạy được cái pháp đó. Muốn đi học ra cái bằng này sao, phải ra tiền vô ra được cái bằng chứ, đâu phải không có tiền xong mà ra được cái bằng này. Được dạy là phải có phước mới được dạy chứ. Bởi cái chương trình huấn luyện mấy em nó trật vậy đó, tại vì lo dạy nó không lo, cái chương trình huấn luyện nó trật vậy đó là gì? vào không giúp cho nó trồng phước trước mà lo dạy tầm bậy tầm bạ không. Cái gì cũng có đủ phước mà sao mà được dạy được. Nhiều loại lắm á, nhiều loại, nhưng mà cái loại tốt nhất á, tôi thì dạy cái gì mấy cái những cái cách phước mà loại phước mà tốt hơn á. Ok, mình trồng phước niềm với tam bảo mà, cái là đại khái như vậy. Nhưng điều đó là loại tổng quát. Người phải trồng cái lời phước á, mà để được dạy là khác à. Để lời phước để sau mình được dạy, mình được có thể tìm được thiền tri thức. Đúng không? Phải trồng cái loại đó, chứ không phải trồng loại tổng quát là đủ đâu. Thì sao bây giờ? Giúp người khác kiếm thiền tri thức. Giúp người khác kiếm được thiền tri thức là mình sẽ được phước gặp thầy. Ok, thế cái pháp công ty vừa dễ sợ không? Giảm gì đổi như vậy á? Mình muốn gặp thiền tri thức á, giúp người khác gặp thiền tri thức đi, thì ngày đó mình sẽ được gặp thiền tri thức. Cái này gọi là gì? Lập công. Dạ lúc giờ đó còn chưa hiểu. Phải lập công chứ, đúng không? Lập công gì? Tôi muốn trồng lập công gì? Trồng cái phước gì? Cái phước tạo những cái phước để giúp người ta có thể gặp được thiện chứ phước. Bất cứ phước gì giúp người ta thì gặp được thiện chứ phước, mình trồng cái phước đó thì mình sẽ gặp được thiện chứ phước, đúng không? Tất cả các là phước. Em đợi câu hỏi này đợi lâu lắm, mấy ông mới phúc lời ra. Mình lập công mà làm cách nào? Ok, một cách là trả hàng nhiều lần. Chả hàng như mình không thể nào nhận được tiền thức, mình cũng đủ sức nhìn thầy cũng ra. Ok, có những điều, có những cái là có những cái kiến tâm, chả hàng như bên đại thừa tới tựa vào cái tổ sư, cái dòng tổ sư đó để mà truyền pháp, thì tới cái dòng tổ sư đó mà lập công, đúng không? Mình biết chả hàng như bên cái dòng đại thừa, cái dòng tuyên hóa, cái mặt chính của đại thừa, thì tới đó mà trong phước điên đó đấy. Tại sao? Cái bản thân thành cái hệ thống của tổ sư, anh mình tới đó mình trồng thiện căn, mình mỗi ngày mình trồng một tí là trong tương lai sẽ có người sẽ tới đó, người ta giúp mình, giúp người tới đó. Chà, mình nói là cuối tuần này mình lái xe lên bạn mình thành chơi, muốn đi chơi chung không, mình giúp người ta gặp hàng thiện tri thức đó, đúng không? Đủ rồi, được không? Dặn gì đâu có gì khó đâu.
phải biết tìm chỗ, biết chỗ khô. Bởi vì mình chuyện mình quan trọng mình là sao? Không phải á. Tại vì tôi bởi vì tôi nói cái chuyện mình quan trọng mình khuyên họ nên tôi gặp bạn thành là sao? Tại vì tôi như quý vị á, tôi đang trồng giúp họ trồng như miên gặp thiện trí thức mà. Mình phải làm hết chứ đâu phải tôi nói cái gì đó tôi nghĩ tôi không cần làm đâu. Nhưng đều mình thích cái pháp đại thừa đó, tại mình làm công quả, nhà mình tới cái chỗ mà chàng như pháp tầng bảy nè, pháp mà tầng bảy nhân thầy ân thịt rồi có vợ có con này nọ, cái chỗ đó hoặc là tập phiền là yêu đương hoặc là ca hát vui vẻ mà với nhau á, cái chỗ đó tới trồng phước tới trồng đi, tới thông đi, tới trồng đi, có thể chừng nào gặp được thiền trí thức, qua những cái loại thiền trí thức mình gặp được cái loại nào? Ông chọc tôi nói ông thì đi rất rất là vui vẻ, ông bây giờ ông đặt mình hết. Ok, trả lời được chưa? Rộng như thế không, mình chỉ giúp người ta thôi. Mình tự nghĩ cái óc mình tự nghĩ lập công. Ngày hôm nay cái lời cuối cùng tôi khuyến cáo gì vậy, khuyên gì vậy? Ok, không phải là tạo phước không đâu. Cái người mà có phước á, tôi nói cái việc nghe, hồi nãy tôi nói là chuyện chơi chơi thôi, là những điều cũ người ta đi chơi, mình tới bằng thành chơi hay tới chùa chơi là chuyện tốt, hình như là cái đó là nhỏ thôi. Quý vị những người có phước lớn á, ok, muốn đạt được đại pháp á, là phải lập đại công. Mình lập đại công một cái, thấy cơ hội lập được đại công một cái, lập một cái là cái phước vậy nó mở ra. Chắc chắn là sẽ được mở đại nguyện, đúng không? Nhân quả mình giúp người ta mở, giúp mở đại nguyện thì đương nhiên là sao? Nó gọi là đại công, giúp được có cơ hội chút nên là giúp. Ok, nói cho quý vị biết ví dụ. Ok, ngày hôm qua tôi nói ví dụ, ngày hôm qua tôi nói chuyện với sư cô rồi, tôi nói sư cô này, mình nói chuyện nó thời gian nó bàn chuyện rồi nó. Nói sư cô không được, tôi cảm ơn sư cô. Cảm ơn chị gì ạ? Cảm ơn sư cô, là sư cô phúng chủ cho tôi. Sư cô trong tôi nói, con cái nhà thì cũng là của cả nhà thôi. Đúng không? Đông bãi rồi. Cái này tìm của tôi tìm rất trọng đại. Vì được cái chùa này, cái phật điện này á, cái chương trình tôi á, nó được tiến thôi được 2 năm luôn. Lập đại công. Nếu sau này tôi có chuyện gì mà làm được cái gì để thân với người ấy, cái người đó là người hưởng cái phần phước đầu tiên ấy. Thành bởi thấy một cơ hội tới là chút thì lần sau cũng tới. Ok, nghe được không? Tôi nghe là ngày hôm nay ở đây nghe. Ok. Cảm ơn quý vị đã tham gia. Hẹn gặp sau nha. Cảm ơn nhiều.